nhà nha. Hồi sáng nay thì mình đi ban ngày, bây giờ mình đi ban đêm nha mọi người. Bây giờ mình lại trở lại cái Skyline này đó, để mình đi lên nha, để mình coi pháo bông nha mọi người. Bởi vì nó cho thêm hai cái vé để đi lên free, mình mua trong cái package mà đi buổi sáng đó, thì mình sẽ bỏ cái video đó lên rồi. Bây giờ là mọi người cũng đã thấy rồi đó, đó là ban ngày, còn đây là ban đêm này. Đó, bây giờ có đèn này, chuẩn bị để coi bút pháo bông nha. Đó, thấy hứng thú chưa? Đó. Rồi, bây giờ mọi người tiếp tục nha, để coi thử ban đêm nó như thế nào nha. Đó. Đây, bây giờ đang đi vô này. Đó, cái tên nó là Skyline nha. Đó, nó giống cái Space Needle của mình ở bên Seattle đó. Đó. Đây nha. Đây. Đó. Bây giờ mình đang đi lên. Và đây là ban đêm nha mọi người. Đó, ban đêm này. Đây thành phố ban đêm. Beautiful. Wow. Wow, look at that. Oh, look at the waterfall. They changing the color? They put the color in it? Yeah. It was green a couple seconds ago. Oh, wow. Look at it. All right, thank you. Wow, look at it. Đây, bây giờ mình đi lên nha. Đêm, gió hơi lạnh nha mọi người. Wow, gió quá. Đây là cái thác ban đêm này. Đây nó đổi màu nha mọi người. Wow, it's like a blood. Đó, đổi màu kìa. Đẹp chưa? Cái thành phố nha. À, bên kia là bên Canada nè, cũng đang đổi màu nha mọi người. Đó, cái buổi sáng đây thì mình quay về đêm nha. À, buổi sáng nay mình quay ban ngày thì cái nước nó màu ấy. Bây giờ ban đêm thì nó thiếu cái màu vô, cho nó đổi màu này. Đó, cho nó đẹp nha. Yeah, see the color. Different color. Yeah. Oh, there you go. Yeah, there's a red blood. Đẹp chưa? Đây thành phố về đêm nha mọi người. Đó, đẹp chưa? There you go. Here we are. Chưa mọi người, đẹp chưa? Mình đứng
rất là đẹp nha. Đó, đây cái thành phố này. Quay lên buổi tối rất là đẹp nha. Làm cho mình không có buồn chán nha mọi người. Ban ngày thì nó có cái những cái trò chơi ban ngày. Ban đêm thì nó có những cái trò chơi ban đêm và làm pháo để cho mọi người hào hứng. Bao nhiêu là pháo nha, ngày nào nó cũng đốt nha, lần nào các bạn đi thì cũng sẽ gặp được hết cứ 10 giờ đêm đó. Wow. Ồ cái kia đẹp chưa, ồ like a rain. Rất là đẹp. Chúc các bạn một đêm vui vẻ và
bình an. Gặp nhau may mắn nha, hẹn gặp lại. Rồi, hẹn gặp lại các bạn những video tới nha, bye bye. Wow, đẹp quá. Oh, đẹp quá. Cái thác nước về đêm nha. Wow. Đẹp chưa?